Xin kính chào quý vị và các bạn, mình là Phùng My, phóng viên của báo Sài Gòn Tiếp Thị. Và như quý vị cũng đã biết thì trước đây ông bà ta thường dùng công dung ngôn hạnh để khen ngợi về một người phụ nữ. Và trong thời buổi tân tiến thì người phụ nữ hiện đại bên cạnh đảm việc nhà thì họ còn giỏi luôn cả việc nước. Đối với họ thì kiếm tiền cũng là một cách để họ chăm lo cho gia đình. Theo cô nghĩ là phụ nữ nên đi làm thì mình có tự lập được chút. Chứ nếu mà mình ở nhà không mà không có cái thu nhập gì thêm thì phụ thuộc thì nhiều khi nó có lâu dài thì nó sẽ không có ổn về kinh tế. Thì mình thuộc tiếp 10 hiện đại, mình nghĩ là cái việc mà đi làm thì nó sẽ có lợi hơn cho mình. Thứ nhất là mình có thể cùng người bạn đời của mình để chăm lo cho tương lai sau này. Em đi ra ngoài kiếm tiền, tại vì nó tự do, với lại ở nhà là công việc nó áp lực. Thì mình đi ngoài kiếm tiền nó sẽ thoải mái hơn. Nội trợ thì nó áp lực. Trong nhà nói chung không có gì vui hết. Mình có khoảng 10 năm thôi đi làm mà. Thì mình cảm giác là đi làm mới có thể được là thoải mái đầu óc, với lại được phát huy khả năng, tìm hiểu được cái khả năng của mình nhiều hơn. Cô cũng muốn đi kiếm tiền tự bản thân mình, em muốn sắm sửa gì cũng có sắm. Cô đi làm mà nói giờ cô đi làm không, cô ít có ở nhà phụ việc nhà, về nhà có công chuyện gì thì làm thôi. Còn cô phải đi làm riêng, bạn cô kiếm tiền. Lao động ở ngoài, tại vì em thích độc lập hơn ở trong văn phòng. Thì nó đơn giản thôi, văn phòng thì nó nhẹ nhàng hơn làm việc trên tay rồi. Mình có thời gian mình học hỏi được thêm. Còn chân tay thì tôi nghĩ là không có thời gian bằng. Chị thì thích công việc chân tay hơn, tại vì được tự do, không phải suy nghĩ gì hết á. Thì mỗi công việc nó mỗi khác chứ, sao giống nhau được. Như công việc văn phòng thì mình làm phải đúng giờ đúng giấc. Nhưng mà mình công việc của mình thì thức khuya dậy sớm một chút, nhưng mà làm tư nhân thì nó vẫn thoải mái hơn, nó không cần giờ giấc gì hết. Và vừa rồi là một cuộc khảo sát nho nhỏ của chúng tôi. Còn theo quý vị thì quý vị sẽ chọn ngành nghề nào? Đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé. Và cũng nhân ngày 8 tháng 3 thì thay mặt cho báo Sài Gòn Tiếp Thị, chúng tôi xin được gửi đến tất cả phụ nữ ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung sẽ có một ngày 8 tháng 3 thiệt là vui vẻ, thiệt là hạnh phúc bên gia đình, và mong cho họ sẽ gặp được nhiều niềm vui cũng như là gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Và một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại.